Là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 9 cây cần câu. 9 cây này đa phần nó là đều carbon hay da. Những cây này là cây hàng tiễn em tiễn về. Trong đó có một cây ISO rất là hiếm. Độc số 6 và 5m3. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chính hàng toán. Nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên đó, thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn em. Rồi ok, đếm lần thứ nhất cho mọi người xem nha. Đây, cây thứ nhất là một cây Ryobi, hàng carbon hai da nha anh em, carbon đời cao. Bát là bát Fuji, cây Ryobi nội địa Nhật. Đó, thương hiệu nội địa Nhật, hàng dài 5m4. Phen đề ba là phen gold. Cây này là một cây cần tay chở máy, nặng 180g. Thu gọn 100cm nha anh em. Đọt nó sẽ tầm 1, đọt nó sẽ 0.6 ly. Nó đọt nguyên zin, độ cứng sau cái cần tay nó ra tầm khoảng 1h tới 1h5. Cây này thì chuyên cho nên câu cháp này, câu cháp, câu chép, câu hanh, câu giết. Cây này nó sẽ cứng đều cây nha anh em. Nó nói chung là những cây cần tay chợ máy á, nó rất là thẳng. Nó chỉ làm cái đọt ở trên này đọt là đọt gấp khúc, nên nó dịu cây cần thôi. Vô tới phần carbon trong này nên nó rất là cứng nha anh em. Nó cong thì nó cong sẽ cong cái phần dịu ở ngoài thôi, cong cái phần gấp khúc thôi. Anh em đi câu tráp thì quá ok, cây này chuyên đi sao anh em đi săn tráp này khỏi bàn. Phen là phen gold, phen Fuji, phen đề ba nha anh em. Bát là bát Fuji FS6. Cây này thì ngoại hình khá là ok, nói chung thì cần đã qua sử dụng thì nó vẫn có xuất sắc một ít nha anh em. Vẫn tháo qua sau cho anh em coi từng. Nói chung là cây này sắn từ đít tới ngọn luôn, khỏi bàn, ngoại hình khá là ok nha anh em. Cây này chiên cháp này, chiên cháp chép. Cây này anh em đến cảm giác là bao phê. Cần tay chở máy nha anh em, cây Ryobi cần tay chở máy, hàng carbon hay da, carbon đời cao. Hàng nguyên zin. Đọt khá dẻo nha. Cây này thì xước xác một ít dưới đây đây, dưới lóng dưới đây, nó vẫn có xước xác một ít nha anh em. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai số 1 là 1,2 triệu cộng ship. Tất cả những cần này đều là cộng ship, cộng tầm khoảng 35k phí ship nữa thôi đối với cần câu. Rồi, cái thứ nhất 1,2 triệu nha anh em. Đây, phôi nó khá dày nha anh em. Hàng Ryobi nội địa Nhật. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây hàng NFT, vẫn là một hàng nội địa Nhật, carbon hay da. Phen là phen Fuji FS6. Cây này thì dài 5m3, vì cái đọt nó bị cắt một khúc rồi. Đó, em đo chuẩn bằng thước của em ở nhà em là 5m3. Cần thế nào thì em đo thế đó thôi. Cần dài 5m3, nặng 180g. Đó, nặng 180g. Thu gọn là 104cm. Đọt sẽ 0.9 ly, độ cứng gơ vào tầm khoảng 2h đến 2h rưỡi nha anh em. Đó, đọt nó được cắt rồi. Đó. Cho nó cứng lên một chút. Đó, cây này vẫn là chiên cháp. Chiên cháp chép. Chiên cho anh em đánh gền, đánh biển. Đó. Câu phi. Cây này vẫn là một cây carbon hai da, hạng NFT. Rất là đẹp nha anh em. Đây, thông số em vẫn ghi trên đây. Đây. Đây anh em, cây này sẵn thì từ đít tới ngọn luôn nha. Đó. Hàng carbon hay da, tất cả các lóng đều sẵn hay da.
chỉ có hai lóng ấp đọt, gần đọt thôi, gần đọt nó sắn tròn nha anh em. Đó, được phủ một lớp sơn khá là đẹp. Đó, càng rất là đẹp nha anh em. Ngoại hình thì khá ok, không xuất sắc gì nhiều hết, tất cả fan đều đầy đủ hết, không lỗi độ chế gì hết. Cần được cắt một khúc đọt nha anh em, tầm khoảng 10 cm. Nó cần sao thì em nói vậy thôi, nguyên zin từ bản về. Phôi này FT này khỏi bàn rồi, nó sẽ có độ nảy rất là cao và anh em đánh cảm giác rất là phê. Đó, đẹp nữa, anh em ra đắng ra ngoài nắng câu thì nó chiếu như thế này thì khỏi bàn rồi. Đó, phôi nó cũng khá dày nha anh em, carbon sắn bồng, carbon thay da. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai cây này là 1.500.000 cộng xếp, 1.500.000 cộng xếp, rất là đẹp nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 vẫn là một cây NFT Hàng Nội Địa Nhật. Tem đây. Nói chung là cây này ngoại hình rất là mới, nhìn khá là ok nha anh em. Bát là bát Fuji FX7. Cây này là độc số 2 và 5m4. Nặng là 240g, thu gọn 103cm. Đọt cây này là không, đọt cây này là 1.3 nha anh em. Độ cứng tầm khoảng gơ và tầm khoảng 3H đến 4H. Đây, đọt nó khá bún nha anh em. Độ cứng gơ tầm khoảng 3H đến 4H. Cây này là cây carbon 2 da, hàng power lock của NFT, một cây hàng hệ đặc biệt của NFT. Cây này sử dụng fan là fan Fuji. Đây, bắt đầu từ fan này nó sẽ đóng chữ Fuji. Đó, cây này thì nó bị lỗi một fan này, em soi mưa xem luôn. Đây, do tăng giảm nhiệt độ nó bị nứt nha anh em. Đó, nhưng mà em bảo hành cái fan này, nếu anh em về đánh mà fan này hư á thì em nhận lại cây cần luôn, đừng đập được rồi. Đó, tất cả phần còn lại đều ok, fan đều ok hết, ngoài fan này không nứt bể gì hết. Cái này là carbon hay da nha anh em. Cái này anh em về làm hạ cần tay thì đánh rất là ok, độ cứng nó tầm khoảng 3H đến 4H. Carbon hay da khá mới nha anh em. Lóng trên đây là carbon vòng nha anh em. Đây, dính bụi. Đọt nó đây, nó. Rồi, giá công khai nha mọi người. Giá công khai cây này là 1.500.000 nha. Cây số 3. Một cây NFT, 1.500.000. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây Dilute, hàng vẫn là hàng NFT, Hà Nội Địa Nhật. Cây này là cây đời cao hơn một tí, hàng NFT, Hà Nội Địa Nhật, carbon 2 da. Cây này thì vẫn là độc số 2 và 5m3, nặng là 230g. Nặng 230g, thu gọn 116cm, đọt là 1.2 nha anh em. Đọt cây này thì nó sẽ sắn tới ngọn luôn. Đó, đọt 1.2, độ cứng ra tầm khoảng 3H đến 2H rưỡi đến 3H nha anh em. Đó, cây này nó sắn tới ngọn luôn nha anh em. Cây này sở hữu dàn phen này, dàn phen Pussycet. Ok, đại lốt dàn phen Pussycet. Cây này ngoại hình khá ok, nó chỉ lỗi duy nhất là cái đít này, nó do vận chuyển nên nó bị xúc miếng cao su ra thôi, không ảnh hưởng gì hết trơn nha anh em. Đó, hàng lỗi chỗ nào thì em báo lỗi anh em cho đó. Đây, hàng carbon hay da nó sắn từ đít nè đến ngọn nha anh em. Đó, đây lút
hàng này tên nội địa Nhật rất là đẹp nha anh em. Cây này độ mới khoảng 95%. Carbon đời cao nha anh em. Cây này nó sẽ có định vị phen và lóng. Đây, nó sẽ có định vị cho anh em nha. Đây. Tất cả đều có định vị hết nha anh em. Đó. Hàng đời cao rất đẹp, có định vị luôn. Cây này anh em đi săn chép, săn cháp. Câu giết trôi đều rất là ok anh em. Đó. Đây, phen định vị nó nằm dưới đây. Đó. Phen cái này thì đảm bảo anh em là không nứt bể, không ảnh, không bị gì hết. Nếu anh em kiểm tra hàng mà bị lỗi thì anh em gỡ vào cho em. Đây nó. Định vị từ gốc tới ngọn, sắn từ gốc tới ngọn nha anh em. Đây, phần ngọn nó đây, quẳng sắn hai da. Sắn tới ngọn nha anh em. Rất là mới. Ngoại hình thì không có xuất sắc gì nhiều hết. Rồi, giá công khai nha mọi người. Giá công khai cây này là 1.800.000 cộng ship. Đó. 5m3 có 5 lóng. Đọc số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 5. Cây số 5 vẫn là một cây NFT. Hàng này chuyên cho nên đánh biển nha. NFT đọc số 3 và 4m2. Đó. Cây này là một dạng phen là gian Fuji dạo quang biển. Đó, đóng Fuji hết nè anh em. Bu là bu chống sắn. Cây này nặng là 530g, thu gọn là 530g, thu gọn là 186cm. Phen bát là bát Fuji luôn, tem hoàng. Xe ben. Hàng nẻ tê nội địa Nhật chắc rồi. Đọt cái này là 1 ly. Đọt cái này là 2 ly 6 nha anh em. Cái số 5 đọt 2 ly 6. Độ cứng nó rơi vào tầm khoảng 80 đến 100. Cái chiên cho đánh biển nè, đọt nó đây. Khá là cứng nha anh em. Anh em đánh biển, đánh biển đánh lục đầu cần cũng rất là ok nha. Đó. Cái rất là cứng như nãy nè. Đó. Rất là ok. Đây. Ngoại hình khá ok anh em. Carbon vòng sắn chìm. Phen này phen Fuji dạ quang. Cây này là những cây cần tuyển rồi. Đó. Anh em đánh bạo lực thì đánh cây này rất là ok nha. Đó, ISO hàng bạo lực đánh biển đây. Phen thế này thì không bạo lực thì cây này bạo lực nữa. Tất cả phen nguyên zin, không độ chế. Cây này vẫn có một lỗi duy nhất. Đây, do phen này nó bị tăng giảm nhiệt độ, nó cũng bị nứt nha anh em. Đó, nứt dòng ở trên thôi. Tất cả còn lại rất là ok. Cái này bao cứng luôn á. Cái này cũng bảo hành cho phen này. Nếu anh em về đánh thư phen này thì nhận lấy cây cần. Xong. Bu là bu chống sắn. Bu Fuji dạo quang nha anh em. Ngoại hình khá là ok. Rồi, giá cả công khai nha mọi người. Giá công khai là 2.000.000. Cây số 5. 2.000.000 cọc zip. Đó, em bán hàng sau cho anh em coi kỹ từng lỏng luôn, từng góc cạnh luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây NFT. Cây này thì dài 4m5. Thông số nó đây 15.5H. Cây này dài 4m5, có tổng cộng là 5H, 5 lóng. Đó, độ cứng nó gồm tầm khoảng H.
Batabat Fuji. Nói chung là cây này cây đề cao rồi anh em. Đó, thông số này thì anh em nhìn đã biết đề cao rồi, khỏi nói. NFT Arrot Anox. Tem nội địa Nhật cho anh em. Fan là fan Fuji. Long bát là bát Fuji. Fan là fan Fuji set nha. Những fan ở đây xịn sò luôn á. Đóng chữ đây. Cái này thì thu gọn là 102 cm, đọt nó sẽ là 2 ly 4. Đó, đọt khá là bự nha anh em, đọt 2 ly 4. Cái này độ cứng nó gơ vào tầm khoảng, nếu so với cần 2 khúc đó, nó gơ tầm khoảng 50-80. Rất là nãy nha anh em. Đọt tới 2 ly 4 đặng, bao cứng luôn. Anh em có thể lấy cái này đi đánh lục đầu cần. Đó, ISO nha anh em, ISO fan lớn. Anh em có thể lấy đến lục đầu cần cũng được, cấp là ok. Đến lục gần bờ. Fan Fuji. Đây, cây này cặc quan hay da, cặc quan vòng. Cây này nặng là 320-340g nha anh em. Cây số 6 nặng 340g. Nói chung là rất là đẹp. Cây này có định vị fan dưới lóng luôn nha anh em. Đây. Đây. Hàng có định vị hết. Đây anh em. Hàng có định vị cho anh em hết nha, rất là tiện nha anh em. Đây, định vị phen đây. Định vị nóng. Ngoại hình khá là ok anh em, không lỗi nha. Cây này đảm bảo với anh em là không lỗi. Đó, cây mấy cây trước thì lỗi cái nào thì em nói cái đó. Đây, đó, định vị phen lóng đây. Anh em cứ canh nha, cái này là phen anh em thẳng băng, khỏi mất công chỉnh sửa mất công. Đó, mấy cây này thì khỏi độ phen được rồi, độ chế không được luôn. Ngoại hình khá ok nha, trừ những xước sát ở ngoài đây, phần này. Khá đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 6 là 2,4 triệu nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây ISO biển. Hàng carbon hay da. Cây này là cây của Shimano nha anh em. Hàng carbon hay da. Cây này là ISO 2 đọt. Cây này dài 3m6, 2 đọt. Một đọt cứng, một đọt cứng 60 đến 100, một đọt cứng 80 đến 100 gử. Đọt cứng 60-100 nó sẽ là 2 ly 4, một đọt cứng 80 đến 100 gử sẽ là 2 ly 6. Đó, cây này nặng là 460g, thu gọn 100 cm, fan là fan Fuji Seed biển. Đó, dàn fan xịn sò. Nói chung là cây này không lỗi lầm gì hết nha anh em. Nó phèn ở đây, cắm vào đây. Hàng Fuji, hàng ISO đánh biển của anh em săn hàng. Cây này, cái đọt này là đọt tầm khoảng 60-100. Hai đọt cho anh em nha, 60-100 rất là cứng nha anh em. Đọt này là 80 đến 100 gử. Nói chung là mấy cây này ngoại hình khá là ok. Đây,
đặt 80 lên 100 gửi bô bô chống sắn Pussy Set. Xịn sò, cây này thuộc dạng xịn sò carbon sẵn nha anh em. Đây, hàng này là hàng Power X đó, carbon của Power X thì khỏi bàn, sẵn cuồn cuộn luôn. Pussy đó là tổng cộng cái cành hai đọt nha anh em, chuyên cho săn hàng đánh biển đánh gần, anh em có thể lấy đánh lục cũng được, đánh lục gần bờ. Cây này là cây số 7, giá sẽ là giá sẽ là 2,5 triệu nha anh em, cây số 7 giá 2,5 triệu. Giờ sẽ đây tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây gamma gạch su, cây này đọt số 3 và 5m4 đó. Gamma gạch su thì khỏi bàn, phen là phen Pussy Set nha. Pussy Set chặn đen luôn mới chịu. Cây này nặng là 380g, thu gọn 105 cm, đọt là 1 ly 7 nha anh em. Anh đánh lục đầu cần là đấy, cái này đánh cũng rất là ok, đọt 1 ly 7, đọt số 3. Đây em sơ lược cây cần cho anh em xem. Báo tập bát Pussy gia vang hàng gamma gạch su. Nói chung này cây này quặng có xuất sắc cho anh em. Đây, lóng này nó quặng xuất sắc mà ít nha. Đó. Carbon sắn nổi quăng nha anh em, carbon quăng. Đây, nó quặng xuất sắc nha. Đây, lóng này xuất sắc. Lóng này khá ok. Lóng trên đây là bao đẹp luôn, lóng thứ 3 là bao đẹp luôn, không xước xác gì hết. Bán hàng này kéo lóng cho anh em coi cận cảnh hết, lóng nào xước nó xước, đọt ở đây, phần đọt vẫn là carbon sẵn nha anh em, sẵn nổi. Gamma gạch su, cây này giá công khai nha anh em, giá công khai cây này là 3 triệu, cây số 8 gamma gạch su 3 triệu, chuyên cho nên đánh lục đầu cần săn hàng, đánh gần đánh biển, phen đánh biển là bao luôn á. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây hàng hiếm, cực kỳ hiếm luôn, cây này em mới thấy lần đầu. Anh em bán ISO phen lớn gơ vào tầm khoảng đọt số 5 đổ lại thôi, nhưng cây này đọt số 6 đó. Super là siêu, đọt số 6 5m2. Đây mã có tới đây, cây này vẫn là một cây NFT nội địa Nhật nha anh em, tem đầy đủ, mã có đầy đủ, cây này bao mới với anh em luôn. Phen là phen Pussy, bass là bass Pussy đời cao đó, khỏi bàn, bát Pussy đề cao nha anh em, bát này giữ máy này bao chặt luôn á. Đây soi ngoại hình đây, từ A đến Z cho anh em xem. Rất là đẹp nha anh em, cây này không có xước xác gì nhiều hết, nói chung là ngoại hình cây này bao anh em mới trên 90%. Cây này nặng là 430g,
Đọt là 1 ly 8. Đọt nó đây. Đọt 1 ly 8 nha anh em, nặng 430 g. Thu gọn là 120 cm. Phen là phen full CC. Dạng phen xịn sò nha anh em. Cái này những dòng phen full CC đó tại sao nó mắc, tại vì nó anh em đánh nó gắt nít, gắt là ít hại dây cộng dây của anh em. Khi anh em săn hàng á, cá nó chạy ra nó khứa vô nó giảm tản nhiệt. Cây này thì có định vị phen lóng nha anh em, đây định vị lóng. Em coi kéo từ từ cho anh em soi ngoại hình cây này, bao mới nha. Đó, sơn ánh kim nha. Phần trên đây thì carbon hay da là khỏi bàn. Đây định vị phen. Có tình gì phen lóng hết cho anh em nha anh em. Rất là đẹp nha. Cái này đánh lục đầu cần thì bao rồi, bao đánh lục đầu cần luôn. Đây tình gì phen. Định vị phen lóng đầy đủ nha anh em. Ngoại hình cây này mới bao với anh em trên khoảng 90% ăn lên. Nếu lỗi hoặc xuất sắc gì nhiều thì anh em gửi về cho em. Đó. Rồi giá công khai nha mọi người. Giá công khai cây này là 3,5 triệu. Cây này chiên cho nên đến lục đầu cằm săn hàng. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Rồi đó là tổng cộng 9 cây cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt để số điện thoại em liên hệ thẳng với anh em. Nếu anh em cần mọi thông tin gì có thể liên hệ với em. Em để số điện thoại góc này. Góc này của màn hình anh em. Rồi cảm ơn anh em.